Hội thứ 15, phần Tịnh lự Ba La Mật Đa. Tôi nghe như vậy, một thuở Đức Bạc Già Phạm cùng với 1250 vị đại bí xô trú trong núi Thiếu Phong tại thành Vương Xá, bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm cách nào để an trụ vào Tịnh lự Ba La Mật Đa? Phật dạy: Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trước nên vào sơ tịnh lự. Đã vào sơ tịnh lự như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay, luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này, nay lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Kế đến nên nhập tịnh lự thứ hai. Đã vào tịnh lự thứ hai như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay, luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này, nay lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Kế đến nên nhập tịnh lự thứ ba. Đã vào tịnh lự thứ ba như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay, luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này, nay lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Kế đến nên nhập tịnh lự thứ tư. Đã vào tịnh lự thứ tư như vậy rồi, nên nghĩ như vậy: ta từ sanh tử vô thỉ đến nay, luôn luôn nhập tịnh lự như thế, làm việc nên làm, thân tâm vắng lặng, nên ta có ơn đối với tịnh lự này, nay lại làm việc nên làm, đây là chỗ nương tựa tất cả công đức. Đã nhập bốn tịnh lự như thế rồi, Đại Bồ Tát lại nên suy nghĩ: bốn tịnh lự này đối với chúng Đại Bồ Tát có ơn đức lớn và cũng là nơi nương tựa cho chúng Đại Bồ Tát. Nghĩa là khi sắp đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chúng Đại Bồ Tát đều lần lượt nhập bốn tịnh lự này. Đã nhập bốn tịnh lự như vậy rồi, nương vào tịnh lự thứ tư, phát ra năm thần thông, chiến thắng ma quân, thành vô thượng giác. Đại Bồ Tát này nghĩ như vậy: xưa kia chúng Đại Bồ Tát đều tu tập tịnh lự Ba La Mật Đa, ta cũng nên tu. Xưa kia chúng Đại Bồ Tát đều học tịnh lự Ba La Mật Đa, ta cũng nên học. Xưa kia chúng Đại Bồ Tát đều nương tịnh lự Ba La Mật Đa, theo ý thích phát ra ánh sáng.